Không chỉ là những tiểu hoa thuộc lứa 95 mà Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân còn là đối thủ lớn nhất của nhau, họ cũng đã cạnh tranh trong suốt mấy năm qua. Thành tích phim ảnh, lưu lượng hay nhiệt độ của cả hai đều bị đặt lên bàn cân so sánh. Hè 2022, màn ảnh Hoa Ngữ xuất hiện không ít dự án hấp dẫn thu hút mọi sự chú ý từ khán giả, trong đó có Tinh Háng Sáng Lạn, Triệu Lộ Tư Ngô Lộ đóng chính và đặc biệt là Thương Lan Quyết, bộ phim đánh dấu màn hợp tác giữa Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân. Theo các blogger, hiếm có hai bộ phim nào lên sóng cùng một thời điểm nhưng ngang tài ngang sức như hai bộ phim này. Cả hai cùng thuộc thể loại cổ trang do dàn tiểu hoa tiểu sinh lứa sau 95 diễn chính. Tuy có nội dung khác nhau hoàn toàn nhưng đều vô cùng hấp dẫn, được người hâm mộ yêu thích và đạt lượt xem lẫn điểm đầu bình khủng. So về dàn diễn viên, Tinh Háng Sáng Lạn rõ ràng chiếm ưu thế hơn, nhưng kết quả cuối cùng, Thương Lan Quyết mới là bộ phim giúp Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân, Trương Lan Hách, Nam Phụ, Phi Thằng nhận được sự săn đón quan tâm hết mực từ công chúng, đồng thời cũng là tác phẩm có khả năng chạy đường dài tốt hơn. Theo ghi nhận mới nhất, sau hơn một năm lên sóng, Thương Lan Quyết vừa qua đã chính thức gia nhập câu lạc bộ phim có 100 triệu view trên một tập trên Vân Hợp, đưa Ngô Thư Hân trở thành nữ chính nhất viên lứa 95 đầu tiên lập được thành tích trên. Thương Lan Quyết trước khi lên kệ không quá được công chúng quan tâm tới, thời điểm đoàn phim công bố lịch chiếu, dân tình đều đổ dồn quan tâm vào Tinh Háng Sáng Lạn cũng như Trầm Vọng Hương Phai, Dương Tử Thành Nghị chủ diễn. Song sự chỉnh chu đầu tư về phần nhìn, kỹ xảo đồ họa, tạo hình diễn viên, kịch bản được xây dựng sát nguyên tác, tình tiết hấp dẫn hài hước, cùng với đó là màn tương tác ăn tiền của Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã giúp phim được đón nhận nồng nhiệt, gặt hái vô số thành tích ấn tượng, đồng thời được các tổ chức lớn công nhận là phim bảo khoản của năm. Điểm đầu bền của phim sau 2 năm đã tăng từ 7,7 lên 8,2 với hơn 755.000 lượt đánh giá. Trong ngày kỷ niệm 2 năm lên sóng, đơn vị phát sóng của Thương Lan Quyết là IQG đã quyết định mở riêng một chuyên mục cho phim. Việc này thuận lợi cho khán giả cày lại bộ phim này. Không những vậy, IQG còn mở khóe miễn phí toàn bộ 36 tập phim trên nền tảng từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Có thể nói, IQG đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Thương Lan Quyết. Ngay trong ngày kỷ niệm 2 năm phát sóng, Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân đóng chính cũng đã chiếm lĩnh hot search IQG. Theo đó, phim đứng top 2 trên bảng xếp hạng tổng và top 2 trên bảng xếp hạng phim truyền hình. Dù đã lên sóng được 2 năm, thế nhưng sức hút của Thương Lan Quyết vẫn rất lớn. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân vươn lên hàng lưu lượng top đầu, cặp đôi liên tục nhận được vai chính trong phim được đầu tư lớn. Có thể thấy, Thương Lan Quyết là bước đệm vững chắc giúp Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân tỏa sáng trong giới giải trí. Tuy nhiên, nếu Vương Hạc Đệ vẫn tận dụng được sức nóng của Thương Lan Quyết để nâng cao danh tiếng cho bản thân, thì phía Ngô Thư Hân có phần chững hơn đôi chút. Suốt một năm qua, dù thánh dẻo có phim lên sóng vẫn không tạo ra được bất kỳ tiếng vang nào, nếu chưa muốn nói là nhạt nhòa. Theo blogger, đoàn đội Ngô Thư Hân trước đây từng muốn buộc cô với Vương Hạc Đệ nhằm tạo nhiệt và tăng độ thảo luận, nhưng quá trình thực hiện lại không như ý, phía Vương Hạc Đệ càng không có ý định tác thành. Nếu trong tương lai gần, phía nữ diễn viên vẫn không có chiến lược phát triển hợp lý hay hiệu quả chiếu của phim mới tiếp tục bê bết, sự nghiệp của Ngô Thư Hân sẽ còn tệ hơn nhiều lần.